Chào quý bạn và các vị, hiện nay mình đang có ở đây Xperia Z3+, vâng, lần trước mở hộp là Z4 sách tay Nhật Bản, còn đây là phiên bản quốc tế, ở Việt Nam chúng ta sẽ được gọi là Z3+. Cái đồ đặc biệt đó là thiết bị này của mình là sách tay, à, nó là phiên bản 2 sim, Việt Nam chúng ta là bản 1 sim mà thôi, và đây là tem đảm bảo chất lượng của Clickbuy. Thì mỗi khi các bạn mua tại Clickbuy có kèm với cái tem này là xin khẳng định máy mới cũng như chúng ta là hàng chất lượng, hộp và máy là trùng email vân vân. Các bạn có thể xem thêm giá bán của sản phẩm cũng như là chính sách bảo hành mỗi khi mà có đi kèm với tem chất lượng ở trên Facebook cũng như trong web của Clickbuy. Bây giờ mình sẽ chia sẻ về Xperia Z3 phiên bản 2 SIM. Thì đây vẫn là bản quốc tế không phải lốc mạng, các bạn cứ mua về lắp vào mà dùng một thôi. Ở phía sau hộp sẽ có nhiều thông tin hơn so với máy nhận. Nó sẽ là thiết bị được nâng cấp lên cùng với công nghệ digital mới cho phép chúng ta có thể kết nối âm thanh chất lượng cao thông qua mạng không dây. Nó có thể kết nối là với tay cầm của PS4 này và một số thông tin như vi xử lý 64 bit 8 nhân tiêu chuẩn IP 65 IP 68 camera 20.7 camera tự sướng được nâng lên thành 50 mp hỗ trợ 2 sim và đây là bản màu xanh ngọc ở clickbuy đầy đủ tất cả các màu trắng vàng rồi cả đen hộp này thì nó đóng to hơn so với lại phiên bản sách tay ở bên nhật của chúng ta và cũng có nhiều phụ kiện hơn ở trong này chúng ta sẽ có các kết nối micro USB của các bạn này mọi người sẽ có cục sạc đây là cục sạc vô cùng nam tính vì thế nó sẽ có ba chân thòi ra thụt vào thòi ra thụt vào được còn cái cục sạc này sẽ có nguồn là 1,5A không hỗ trợ quick charge 2.0 của con com và cuối cùng là tai nghe đây là tai nghe dạng thường không phải tai nghe nút mình thì tay trâu nên mình không có cơ hội trải nghiệm mấy các loại tai nghe này của Sony không biết nó hay như thế nào và cuối cùng là một đống sách sử dụng dành cho các bạn và bây giờ quay lại với Xperia Z3+ đua sim thì mình sẽ chia sẻ các bạn luôn cái sự khác biệt của nó so với cái bản quốc tế. Bình thường mà chỉ có một sim. Ở phía trên này các bạn thấy thanh thông báo trạng thái của mình sẽ có biểu tượng hai cột sóng và sim số 1, sim số 2. Các bạn kéo xuống thì ở đây trên các chiếc smartphone Xperia bình thường thì nó sẽ cho cho chúng ta biết đâu là hiển thị tên sim ở dưới, nhưng trên này nó sẽ hiển thị bên trên cùng với tên của sim 1 và sim 2 sẽ nhảy loạn xạ hết cả lên. Đó, lúc số 1 và lúc số 2 nó sẽ nhảy theo từng giây phút Ở à, bên trong phần cài đặt thì à, giống y hệt so với bản quốc tế mobile sim cho nên chúng ta sẽ có một mục mới setting gọi là cài đặt sim đôi với phần cài đặt này chúng ta sẽ hiển thị được số điện thoại hiện nay của mình các bạn có thể bật tắt sim tùy muốn ví dụ mình tắt sim một đi để nó sẽ không hoạt động nữa thì lập tức là trên thanh thông báo của mình thì cái sim một đồng thời cũng sẽ biến mất và bên dưới chúng ta sẽ có thể đặt tên được cho sim này và người dùng có thể tùy chọn là sim nào sẽ là sim mặc định truy cập vào mạng internet 3g hoặc 4g cái mà mình rất thích ở Xperia Z3 hoặc là Z4 2 SIM đó là cả hai sim này đều có thể lên được mạng 3 hoặc 4G được. Các bạn có thể truy cập vào phần cài đặt mạng di động. Lúc này người dùng có thể lựa chọn sim 1 đó, lựa chọn lên mạng LTE này, VCDMA hoặc là GSM, GSM này. Chúng ta sang sim 2 cũng lựa chọn được LTE, WCDMA hoặc là GSM. Thấy chưa? Cả hai sim đều có thể lên được mạng 4G cho các bạn. Thế nên các bạn không cần phải đắn đo lắp sim nào sim chính và sim nào sim phụ nữa rồi. Quá là tuyệt vời luôn. Ở trong giao diện phần nhắn tin thì chúng ta cũng có thể lựa chọn được như là các bạn có thể nhắn tin bằng sim nào, bằng sim 1 hoặc sim 2 mỗi khi nhập dữ liệu. Thì có một điều mình đáng tiếc đó là trong X Xperia Z3 cộng bản 2 sim này thì lại không cho mình lựa chọn là sim nào mặc định nghe gọi nhắn tin luôn mà mỗi khi nhắn tin hay là mỗi khi gọi điện thì đều phải lựa chọn một trong hai sim và đôi khi là mình không nhớ mình rất hay bị bấm nhầm. Và đây là giao diện của cái trình cuộc gọi mỗi khi các bạn truy cập thì chúng ta sẽ được nhắn lựa chọn sim 1 hoặc là sim 2 tùy theo nhu cầu các bạn và khi chọn vào một cái số nhất định để gọi thì lập tức nó sẽ hỏi chúng ta gọi bằng SIM 1 hay gọi bằng SIM 2. Ở bên cạnh trái nơi đặt khay cắm SIM và khay cắm thẻ nhớ nó cũng dài hơn nhiều. Đối với lại cái khay cắm SIM và thẻ nhớ của cái bản một SIM ấy nó ngắn hơn và hai khay và cả thẻ nhớ và SIM đều đặt trên cùng một khay. Nên cái này thì nó sẽ được tách ra. Và đây là khay đựng sim của cái chiếc Sony Xperia Z3 cộng đuôi sim Thì uh, kéo cái khay này ra nó dài và nó đánh dấu sim 1, sim 2 Cả hai cái đều dùng nano sim Và còn lại ở cùng vị trí đấy sẽ có khay cắm thể nhớ Khay cắm thể nhớ thì không có giá đỡ Các bạn có thể chọt vào là nó sẽ dí vào trong Và lúc nào các bạn muốn lấy ra thì chọt lại lần nữa nó sẽ bung ra ngoài à, Bên cạnh bên dưới sẽ có cổng sạc micro USB Chúng ta có móc khóa thời trang Bên phải sẽ là phím nguồn tăng giảm âm lượng và chụp hình nhanh Bên trên là giá cắm tai nghe cũng như là chúng ta sẽ có vị trí mic thứ hai Mặt lưng là camera 20.7 megapixel, logo NFC, đèn flash LED và biểu tượng Xperia. Đây là màu xanh ngọc, các bạn thấy là màu này thì giống hệt với Sony Xperia Z3. Màu này đẹp và rất hiện đại, mình cực kỳ thích màu này, nhưng cảm giác nó nhạt hơn một chút so với Xperia Z3 thì phải. Và đây là bài mở hộp và chia sẻ nhanh về Xperia Z3 cộng phiên bản đua sim. À, có một thông tin mình rất vui chia sẻ với các bạn luôn. Đó là mỗi khi người ta mua bản hai sim là rất sợ là uprom hay là các thứ thì nó có khác với bản quốc tế hay là nó sẽ bị cập nhật chậm hơn hay không. Tiếp mừng chúng ta đó là bản này cũng dùng ROM ít e hệt so với bản mô sim quốc tế. Thế nên các bạn có thể OTA khi nào mà ROM quốc tế có update mới thì cái chiếc máy này cũng update được luôn cái con Xperia Z3 cộng đua này của mình nhận được bản update mới nhất của Sony giảm nhiệt độ của máy và cho điểm Antutu cao hơn mình update ngay từ cái hôm đầu tiên mở hộp ra đã có rồi rất là tuyệt vời thế nên các bạn không bao giờ phải lo vấn đề là sóng sánh hay là chúng ta lo về việc update như thế nào Z3 cộng đua sim là một sản phẩm quá tuyệt vời Với mức giá mà hiện nay ClickBuy đang bán thì nó là một món hời hơn nhiều so với bản chính hãng Việt Nam là lên tới gần 18 triệu còn mấy chiếc máy này thì rẻ hơn khoảng vài triệu đồng ấy vậy mà hỗ trợ hai sim vẫn là bản quốc tế hoàn toàn bình thường cho các bạn Xin cảm ơn cửa hàng Clickbuy đã cho mượn sản phẩm thực hiện video này. Đừng quên nếu muốn mua những sản phẩm hai sim, Clickbuy cung cấp chuyên cả G3, Note 4, Z3 rồi Z3 cộng vân vân. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.